là kỷ, năm là tử, sáu là tôn, bảy là quyền tôn, tám tằng tôn, chín là quyền tôn. Ở đó là nói về giải về cửu tập mà thôi. Cao tổ là ông cố, tằng tổ là ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị khán giả đồng đạo gần xa kính mến, lời nói đầu tiên xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới thân tâm an lạc, đạo quả viên thành và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị, hôm nay có hữu duyên gặp đồng đạo chú Ba Hiền, thì qua lời thăm hỏi xin chào chú Ba. Hôm nay có hữu duyên gặp chú thì ít nhiều gì chú cũng có nghiên cứu về sấm thi của Đức Thầy trong Tôn giáo hoặc Phật giáo Hòa Hảo, và có một đồng đạo cũng nhờ chú Ba giải thích bốn câu trong thi văn sấm giảng của Thầy, là bốn câu đó như thế này chú Ba: ráng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền. Thì cái bài này thì theo tôi nghĩ là có sự liên hệ tới bài cầu nguyện cúng lại trước cửu quyền thất tổ ông bà đó. Xin chú Ba cho biết ý kiến và có cái sự giải thích cho các đồng đạo người ta hiểu thêm. Xin mời chú Ba, bút chú Ba và cảm ơn nhiều. Dạ, kính thưa quý vị, chú Ba đang làm lễ cổ quyền và ngôi tâm bảo và bàn thông thiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Thầy tôn kính. Lễ phát kính thưa được quý vị. Kính thưa bác hai đại diện gia đình. Kính thưa chị Sáu Hà. Và kính thưa anh chị Ba. Hiện diện kính mến. Và thưa lễ quý vị. Thì trong cái buổi gặp gỡ hôm nay thì hữu duyên thiên lý năng tư ngộ, thì trong cái Phật pháp thì nó cũng tùy duyên với mọi hoàn cảnh để mình áp dụng. Thì hôm nay anh Ba đã mượn bốn câu giảng của Thầy đã đưa ra trong cái buổi gặp gỡ trao đổi về đạo lý hôm nay. Thì anh hỏi là ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền. Thì cái bốn con này để làm một cái tiêu đề trong cái buổi gặp gỡ hôm nay. Thì với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, qua lời Đức Thầy đã chỉ dạy thì sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Hoặc giả sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương diệu kế. Có những đoạn khác Đức Thầy đã dạy thêm: tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, vọng cửu quyền sớm tối mới màu. Thì trong cái buổi gặp gỡ trao đổi hôm nay, chúng tôi xin mạn phép trao đổi qua những ý nghĩa trong cái bài cúng nguyện hàng ngày của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mà chúng tôi thiết tưởng thì ai ai cũng phải cần tìm hiểu cái nghĩa lý. Mà Đức Thầy đã dạy là tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Vì thì ý nghĩa qua cái bài cúng nguyện như thế nào, Đức Thầy dạy chúng ta phải sớm chiều phải cố gắng. Thì ngày nào đó chúng ta sẽ tòa chương giữa cái, tức là được thừa hưởng cái cảnh giới an vui ở trên cái tòa sen báo. Đó là cái trong cái buổi gặp gỡ hôm nay chúng tôi trao đổi ý nghĩa qua cái bài cúng nguyện và bình luận một phần nào trong cái buổi gặp gỡ hôm nay. Thì trước hết là cái bài đầu tiên là cúi kính dâng hương trước cửu quyền.
cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Vì sự cúi kính là gì? Cúi kính tức là chúng ta nghiêng mình để tỏ lòng thành kính đối với cửu quyền thất tổ ông bà, gọi là cúi kính. Dân hương thì hay chữ dân hương á, tức là mình đưa lên để tỏ lòng thành kính, gọi là dân hương. Vậy thì hương ở đây nó có hai phần, một là trần hương, hai là tâm hương. Hương thì ở thế gian thì cái hương nó có mùi thơm tùy theo cái người làm, có khi trầm hương hoặc là hương gọi là có loại là liễu đó, nó cũng có cái mùi thơm mà nó không có bằng cái mùi hương của loại trầm, gọi là trầm hương. Như vậy thì hương có hai thứ, một là trần hương tức là cái mùi thơm ở thế gian, hai là tâm hương tức là lòng trong sạch, gọi là tâm hương, tức là lòng chúng nào chúng ta cũng thơm mùi ngào ngạt qua đạo đức. Mà Đức Thầy nói là câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng sưu tầm. Đó là nói cái mùi hương của cái tâm của con người. Thì hương thì theo căn cứ vào trong sách kinh thường nói là hương thì nói về hương có tâm, có năm phần. Một là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Đó là chúng tôi chỉ dẫn là ra mà thôi, chứ không có giảng trạch qua cái ý nghĩa về ngũ hương. Như vậy thì hương thì nó có hai phần, trần hương tức là cái mùi hương ở thế gian, còn tâm hương tức là lòng trong sạch đối với cửu quyền thất tổ ông bà tổ tiên mà chúng ta thường lễ bái hàng ngày, phải khởi cái lòng trong sạch. Như vậy thì tâm hương tức là có ngũ hương, giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Đó là cúi kính dân hương trước cửu quyền. Thì hai chữ cửu quyền, nếu nói là cửu quyền thất tổ thì có nhiều thuyết giải. Cái cửu quyền, chữ cửu tức là con số 9, quyền tức là sâu kín màu nhiệm, không thể nói rõ nó hết là được. Vậy thì cửu quyền thì theo cái phần mà nói về ta thường giải thích là nói là hữu tộc đó, thì một là cao tổ, hai tầng tổ, ba tổ, bốn là khảo, năm kỷ, bốn tử. Cái năm là bốn là kỷ, năm là tử, sáu là tôn, bảy là quyền tôn, tám tầng tôn, chín là quyền tôn. Ở đó là nói về giải về cửu tộc mà thôi. Cao tổ là ông cố, tầng tổ là ông cao tổ là ông cố, tầng tổ là ông sơ, còn tổ là ông nội. Khảo tức là cha, mà kỷ tức là mình, tử tức là con, mà tôn tức là cháu. Tầng tôn là cháu chắc, quyền tôn là cháu chích. Như vậy thì ở đây giải nó thích theo cái thuyết này thì người ta nói đó là cửu tộc mà thôi. Vì vậy con cháu không thể mình đem bằng thờ, mình thờ, mình chỉ thờ cha mẹ mình qua đời, từ cha mẹ kể lên mới gọi là cái phần là cửu tông, cửu quyền thất tổ. Còn nếu nói mình giải theo cái thuyết này thì người ta không chịu, là trong khi đó có con rồi có cháu chắc cháu chích thì nó không phù hợp, có thể nói là cửu tộc mà thôi. Như vậy thì mình lấy qua cái phần trên, thờ từ cha mẹ trở lên. Rồi có thuyết thứ hai nữa thì giải về cửu quyền thất tổ. Một là cao cao tổ, hai cao tầng tổ, ba cao tổ tổ, bốn cao khảo tổ, năm tầng tổ, sáu tổ, năm tầng tổ, sáu là cao tổ, bảy là tổ, tám là cha, chín là mẹ, tức là mẫu thân, phụ thân và mẫu thân. Đó nói là cửu quyền thất tổ. Thì cái thuyết này thì rất nó phù hợp, tại vì nếu kể thì trong đó là từ cha mẹ trở lên thì mình có thể được thờ tôn thờ.
Như vậy thì cửu quyền thất tổ chúng ta tạm hiểu qua cái nghĩa thứ hai đó, thì là cửu quyền thất tổ nó phần chính xác hơn. Vì thì cửu tức là có chữ nho, tức là cửu tức là chính, mà chỉ cho ám chỉ là chính đời, thì chỉ từ có thể nói là cái chữ cửu là ám chỉ cho bên nữ, tức là mấy bà nhiều đời nhiều kiếp. Còn chữ thất ám chỉ cho bên nam, tức là ông bà cha mẹ cũng nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên thường gọi chung là cửu quyền thất tổ là từ ông bà cha mẹ mình. Vì thì cúi kính dâng hương trước cửu quyền, cầu tranh thất tổ chứng lòng thiền. Chứng lòng thiền là lòng gì? Lòng thiền, chữ thiền ở đây có rê quý vị. Chữ thiền này là thiền gọi là lòng thành, có nghĩa là thiệt lòng để nguyện giái đối với cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ. Chứ không phải cái câu này pháp môn tu thiền, mà thiền tức là lòng thành. Mà trong kinh thường nói là thành chi giả, thiên chi đạo giả, thành nhân giả, thiên chi đạo giả. Có nghĩa lòng thành là gốc của đạo trời, lòng thành là gốc của đạo làm người. Mà biết bao nhiêu chỗ Đức Thầy đã dạy chúng ta về phải chữ thành. Đó. Thành tức là thật lòng, một lòng để là thành kính lễ bái cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ của chúng ta. Cúi kính dâng hương trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ. Nay tức là ám chỉ cho trong thời gian hiện tại, tức là chúng ta còn đang sống đây, gọi là nay. Tức là trong cái hiện tại này gọi là nay, tức là từ đây trở về sau chúng ta phải làm như thế nào đó đúng qua lời nguyện hàng ngày mà mình đã nguyện giái. Nay con tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ là tỉnh tức là xét biết, xét biết cái cõi đời này là giả tạm vô thường, rồi đây nó có theo cái lệ của là thành trụ hoại không, hay là sanh trụ dị diệt, nó có theo cái định lệ là sanh già bệnh chết. Mà Đức Thầy nói là những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Đó. Thất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ, tức là xét biết cõi đời đều là giả tạm vô thường, chúng ta phải cần xa lánh. Chẳng hạn như là tứ đổ tường, tử sắc tài khí. Mà Đức Thầy đó là người tu hành phải trừ nghiệp chướng, giới bốn ma mới đặng an nhàn. Tử nhiễm vào thân thể bất an, sắc mến nó ngày kia lao khổ. Ta nghiệm xét từ đời bàn cổ, có ai dùng mà đặng thành tiên, mà đời nay theo nó liên miên chữ tài của khổ riêng một kiếp. Bị tội cướp nào ai có tiếp, mà đời nay nó cứ mãi làm. Chữ khí hùng phiên chớ có ham, mà lao lý tấm thân trần thế. Đó. Qua một đoạn giảng mà Đức Thầy đã nói về tứ đổ tường, thì chúng ta tỉnh ngộ tức là xét biết cõi đời giả tạm vô thường. Tứ đổ tường nó làm cho con người chúng ta đau khổ. Còn một đoạn khác Đức Thầy đã dạy trong cái bài mà thức tỉnh một nữ tín đồ ở Bạc Liêu đó, là Đức Thầy nói rõ cái đoạn này. Cuộc trần ôi quá khổ, trường đỏ đen là chỗ nhốt nhơ, biết bao người vì nó phải bơ vơ. Sự nghiệp hết gia đình tan nát, sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lánh xa trường đôi bác chớ chen chân. Nếu lỡ cơ mua tảo bán tầng, thân trí cực nợ lần khăn chẳng dứt, chi cho bằng quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Vậy thì tỉnh ngộ tức là chúng ta xét biết được cõi đời là giả tạm vô thường, rồi ngày nào đó nó theo cái định lệ của sanh già bệnh chết, phải là chuyển trong nhân vật các loài, căn mở ám làm điều giả dụ. Như khi tỉnh ngộ, rồi Đức Thầy nói là quy y Phật, tỉnh ngộ quy y Phật, phải không? Cúi kính dâng hương trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy y Phật. À, chữ quy y Phật tức là quy y theo Đức Phật, mà Ngài đã chỉ dạy là quy y Phật thì có ba phần. Quy y Phật là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì nếu chúng ta quy y rồi thì không còn đọa vào ba đường ác nữa: địa ngục hay ngạ quỷ súc sanh. Nếu chúng ta không quy y thì chúng ta đọa vào ba đường ác, mà ba đường ác quý vị biết là cái đường rất là đau khổ. Nếu đọa vào địa ngục thì quý vị ơi, ngày đêm sống chết cả vạn lần, muốn ngừng nghỉ trong giây phút không được. Nếu đọa vào địa ngục, nếu chúng ta làm tội đó, đọa vào cái cảnh giới địa ngục rồi muôn đời ngàn kiếp không thể nào ra được. Mà nếu đọa vào cái địa ngục vô gián, nó còn hành phạt rất là hơn. Cái địa ngục vô gián tức là cái địa ngục này hành phạt liên tục. Bởi vì vô tức là không, mà gián tức là đoạn, tức là không gián đoạn. Tức là cái sự hành phạt trong cái đổi địa ngục vô gián là tức là liên tục. Trong cái thập điện, là trong cái mười cửa kia thì hành phạt nó còn có lúc ngừng nghỉ. Còn cái địa ngục vô gián này hành phạt tức là liên tục. Cho nên hôm nay chúng ta quy y Phật là để xa lìa ba đường ác. Đó là cái địa ngục. Rồi ngạ quỷ. Ngạ quỷ thì bụng lớn, cổ nhỏ, lòng tham lam bỏng sẻn con người, thì chúng ta phải đọa vào loài ngạ quỷ. Thì ngạ quỷ thì đối khác muôn đời ngàn kiếp, biết đời nào ra khổ cái gì. Chẳng hạn như câu chuyện mà bà Thanh Đề, để quý vị biết, mà không nhờ là ông Mục Kiền Liên là người con báo hiếu, chí hiếu, và không nhờ các vị chi tăng thì làm gì bà đã ra khỏi trong cái ba đường ác này, ba cái khỏi địa ngục này. Rồi đến là súc sanh, quý vị thấy bị cắt cổ, đập đầu, lột da, bẻ họng. Thì như con trâu bò thì quý vị thấy cài bừa. Mà chúng tôi thấy đau khổ nhất là cái con ngựa. Thường thường thì nghe những người ta nuôi ngựa đó, những người chăn ngựa thì ta nói là con ngựa nếu nó nằm là nó sẽ bệnh. Cho nên con ngựa thì hoàn toàn nó đứng, khi nào nó chết nó mới nằm mà thôi, hoặc là nó chạy, chứ nó không bao giờ mà nó nằm. Thì mình thấy cái loài ngựa rất là, có lẽ tiền kiếp đã giao gieo cái nhân thế nào đó mà phải đọa vào loài ngựa, tức là nó rất đau khổ. Tức là đứng mãi mãi, rồi đã chạy mãi mãi hoài hoài. Cho nên khi mà lên xe rồi là nó chỉ chạy không, nó không đi. Như vậy thì cái loài ngựa này quý vị thấy rất là, chắc có lẽ là hồi tiền kiếp đã tạo nhân ác thế nào đó, cho nên mới đọa vào loài ngựa rất là đau khổ hơn cái loài trâu bò. Tỉnh ngộ quy y Phật thì chúng ta quy y Phật thì khỏi xa đọa vào ba đường ác. Đó. Chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Chí dốc thì chí dốc tức là hết lòng, đem cái lòng thành kính của mình mà để tưởng nhớ cái ân nghĩa cửu quyền thất tổ ông bà, từ tổ tiên đến cha mẹ. À, có tổ tiên mới có cha mẹ, được có cha mẹ mới sanh ra, thì biết bao nhiêu sự khổ nhọc. Như vậy thì chúng ta đã biết được cái ân nghĩa cửu quyền thất tổ làm thế nào, chúng ta phải cố gắng lo tu. À, quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Dạ. Quy y theo mấy ngày. Cúi kính dâng hương trước cửu quyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy y Phật chí dốc chứ. Chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Chí dốc tức là hết lòng. Nó tạo phước duyên là gì? Tại sao không nói tạo là phước thọ? Đó. Hay là cái gì khác hơn mà lại là tạo phước duyên? Vậy thì cái phước duyên ở đây á, mình tạo ra của cải thì có ngày nó hết, mà cái phước duyên thì chúng ta sẽ hưởng mãi mãi. Cái duyên phước là đã tạo rồi, mà thêm đó có cái duyên nữa, là có đó chung hơn là cái duyên với là mọi người, có duyên với những người khác thì chúng ta mới có cái độ họ được. Vậy thì duyên tức là cái phần trợ trưởng ở bên ngoài, để cho cái như cái hạt giống chúng ta đã gieo rồi thì chúng ta phải là dung phân tưới nước, rồi ngày nào đó nó sẽ nảy mầm đó, rồi lên cây mới kết trái được. Chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Vậy thì hai chữ tu hiền là gì? Chữ tu tức là trao sữa, mà hiền tức là làm lành. Vậy thì tu hiền ở đây theo cái nghĩa hẹp là chúng ta tu được là cái đạo làm người, tức là tu hiền theo Phật đạo. Nó khác hơn cái chữ tu hiền trong bài quy y. Khi mà đến cái bài quy y chúng ta sẽ hiểu rộng hơn cái nghĩa hai chữ là tu hiền theo Phật đạo. Còn ở đây chí dốc tu hiền tạo phước duyên, tức là chúng ta tạo cái việc lành. Thì hiền tức là lành mà. Chí dốc tu hiền tạo phước duyên, đã chúng ta làm lành để gieo cái duyên ấy, về sau chúng ta đã hưởng cái quả lành, hưởng cái sự quý báu an vui trong cái đời hiện tại và tương lai. Vì chí dốc tu hiền tạo phước duyên, tức là chúng ta tạo cái duyên lành
để rồi sau chúng ta có một cái cơ hội để tu rồi cứu giới cửu quyền thất tổ và tất cả mọi người được siêu thoát. Vì đại khái qua cái bốn câu của cái bài đầu đó là cúi kính dâng hương trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy y Phật, trí dốc tu hiền đã tạo phước duyên. Vì từ hôm nay chúng ta đã nguyện với cửu quyền thất tổ ông bà thì chúng ta đã nguyện quy y, mà mình phải tạo phước duyên, tức là tạo duyên lành để hưởng cái quả ngọt về sau. Đó, chúng ta đã gieo nhân thì có ngày chúng ta đã hưởng quả. Mà trong sách thánh thường nói là thiên là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa dạng thọ hương. Có nghĩa là một người làm phước ngàn người được ảnh hưởng, một cây trổ hoa muôn cây được thơm lây. Vì thì đại khái trong cái bài cúng cửu quyền là cái bài đầu, tức là bốn câu, chúng ta hiểu đại khái nó như vậy. Rồi đến cái bài trong khi chúng ta cắm hương xong rồi đó, chấp cha và ngược nguyện, cúi đầu lại tạ tổ tông, báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, rài con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền hội tu. Đó là trong cái 12 câu mà 4 câu đầu chúng ta đã tạm hiểu đại khái như vậy. Rồi đến là 8 câu sau chúng ta phải hiểu thêm một phần nào qua cái ý nghĩa trong cái bài cúng nguyện hàng ngày. Cúi đầu. Cúi đầu tức là chúng ta cúi đầu xuống để tỏ lòng cái thành kính đối với cửu quyền thất tổ ông bà, tổ tiên cha mẹ, gọi là cúi đầu lại tạ tổ tông. Tổ tức là nói đủ là tổ tiên, còn tông tức là tộc họ. Lại tạ tổ tông, báo ơn sanh dưỡng. Báo ơn sanh dưỡng tức là cái ơn người nhớ mà chúng ta đã thọ. Báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, sanh dưỡng rồi hai chữ nhọc nhằn. Báo ơn tức là đền đáp ân nghĩa mà chúng ta đã thọ, rồi hai chữ nhọc nhằn. Thì nói về cái ân tổ tiên cha mẹ thì kể ra nó rất là nhiều. Trong kinh Phụ Mẫu, báo hiếu phụ mẫu ân thần kinh, Đức Phật nói đó, ví dụ có ai mà cổng cha cổng mẹ hai vai, đi giáp cái dòng hòn núi tu di trải muôn đời ngàn kiếp cũng không thể nào đền đáp được cái ân nghĩa đó quý vị. Cái ân nghĩa cha mẹ tổ tiên rất là sâu rộng, cũng như trời như biển. Cho nên trong sách thánh đó là phụ hề sanh ngã mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao dục báo thâm ân hiệu thiên giật cự, hiệu thiên giẫm cực. Có nghĩa là cha sanh ta mẹ nuôi ta, cha mẹ sanh ta khó nhọc, ta muốn đền ơn trả thảo cho cha mẹ vì ơn nghĩa cha mẹ bằng trời mênh mông không cùng. Thì quý vị biết cái ân nghĩa chúng ta đó, cái cha mẹ nuôi cái cực khổ nhọc nhằn biết bao nhiêu. Cho nên Đức Phật thường tỷ dụ mình cổng cha cổng mẹ giáp hòn núi tu duy cũng không đền đáp được ân nghĩa. Và ca dao cũng có những câu là công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông cù lao chính chữ ghi lòng có ơn. Hay là cây có gốc có chỗ, cành xanh ngọn, nước có nguồn có bể rộng sông sâu, người ta gốc bởi ở đâu, có tổ tiên tước rồi sao có mình. Đó, biết bao nhiêu chỗ Đức Thầy nói là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ duy tiên, hành thiện truy kinh Phật thủy hiền, kiếm huệ phi tiêu đoàn chứng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an miên. Vậy thì Đức Thầy nói là mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, dường linh đơn quải mới là có chi cũng nấy vậy mà dân ô, ta là thân phận làm tôi, phải là đền phải đáp cho rồi mới hay. Hay là dạng mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Như vậy thì trong cái phần nói về cái ơn nghĩa của cha mẹ thì trong kinh thường nói là có mười ơn. Một là thập ngoạt hoài thai, nghĩa là 10 tháng cưu mang chịu cực nhọc. Hai là lâm sản thọ khổ, sinh con là phải chịu khổ. Một là thập hoạt hoài thai, hai lâm sản thọ khổ, ba sanh tử dương ưu, sanh được con mừng mà quên đi sự lo buồn. Hồi can tủ thấp, bốn hồi can tủ thấp có nghĩa là nhường chỗ khô và nằm chỗ ướt. Năm là uống khổ thổ can. Sáu tẩy trạc bất tịnh. Bảy nhũ bộ dưỡng dục. Tám dị tạo ác nghiệp. Chín diễn hành ức niệm. Mười phú khánh lân mẫn. Mà trong kinh thường nói Đức Phật đó là nó có mười ơn mình phải thọ nơi cha mẹ.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Như vậy thì ân nghĩa của cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ là phải thọ mười ơn. Như vậy thì ai cũng phải thọ ơn hết. Như vậy thì chúng ta đó là cúi đầu lại tạ tổ tông báo ơn sanh dưỡng. Tức là cái ơn nghĩa mà từ nơi tổ tiên sanh ra cha mẹ mới sanh ta thì cực nhọc biết làm sao. Đó. Cũng như cái nói về thập bạc hoài thai là lâm sản thọ khổ. Thì mấy cái chỗ đó quý vị thấy là ta thường nói câu, ca dao nói là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Khi quý vị thấy biết những người sanh con phải chuyện đơn giản thôi. Thập tử nhất sanh, khó gì lắm. Vì thì đại khái qua cái câu đầu là cúi đầu lại tạ tổ tông, tức là ơn nghĩa mà chúng ta đã thọ. Thì báo ơn sanh dưỡng, dài công nhọc nhằn. Báo ơn tức là ơn nghĩa, chúng ta phải đền đáp những cái ơn nghĩa mà chúng ta đã thọ. Dài công nhọc nhằn tức là biết bao nhiêu sự khổ nhọc của cha mẹ nuôi nấng từ khi mà thọ thai rồi từ tấm cho đến là 10 tháng cưu mang cho đến là sanh ra, biết bao nhiêu sự khổ nhọc đó. Đó là chúng ta tạm hiểu cái đoạn ra sao là cúi đầu lại tạ tổ tông báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, rài con xin giữ đạo hành. Đó, chữ rài tức là hàng ngày chúng ta phải làm mãi mãi, làm dài cho đến khi mà mãn đời của chúng ta. Rài công nhọc nhằn tức là chúng ta phải làm thế nào, cực khổ thế nào chúng ta phải cố gắng. Đó. Rài con xin giữ đạo hành. Đạo hành tức là cái đạo làm người. Trong đạo hành đó nó có là tam can ngũ thường. Nếu nam thì là tam can ngũ thường, nữ thì tam tùng tứ đức. Nó ta ngũ thường là nhân nghĩa lễ trí tính, còn nữ là công dung ngôn hạnh. Mà trong sám giảng quyển ba đức thầy có nói rõ qua phần này đó. Công là phải sửa làm sao làm ăn các việc tầm phào chẳng nên, mình là gái mới lớn lên đừng cho công việc hớ hên mới là. Chữ dung là phận đàn bà dốc hành tươi tắn đứng đi dịu dàng, dầu cho mất chữ nghèo nàn cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặc dầu cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan. Khôn ngoan đừng dùng lời tiếng phan ngang thì cha với mẹ mới an tấm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng cô bác làm sao cho tròn. Vậy thì chúng ta với người nữ thì có là tứ đức, mà nam có là ngũ thường, có thêm cái là ngũ luân nữa. Mà đức thầy nói trong cái bài trao lời cùng ông Táo đó là đạo tôi chúa chặt gìn câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Đó, một đoạn mà đức thầy đã giảng biết bao nhiêu những cái ý nghĩa trong cái bài cúng nguyện hàng ngày chúng ta đã thọ phải làm. Vậy thì cúi đầu lại tạ tổ tông báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, rài con xin giữ đạo hằng tức là cái đạo làm người chúng ta phải làm mãi mãi. Từ khi mà chúng ta biết đạo, hiểu đạo, chúng ta phải làm cho đến là khi kết cục cái đời của chúng ta. Rồi rài con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài. Như vậy thì hôm nay chúng ta tu tức là trao sữa, mà cầu tức là mong muốn. Hằng ngày chúng ta đã nguyện cầu cho siêu thăng được Phật đài, tức là về cảnh giới an vui. Thì cái phần này chúng tôi có thể trao đổi cùng quý vị qua cái phần mà là từ nhất nguyện cầu đến ngũ nguyện cầu, trong đó nó có cửu quyền thất tổ, tăng long phước thọ này kia đó, thì mình có thể hiểu nó như vậy. Thì ở đây mình chỉ tạm đại khái một phần nào qua cái bài đầu của bài cúng kính dâng hương mà thôi. Cúi đầu lại tạ tổ tông báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, rài con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài, tức là về cảnh giới an vui của Đức Phật không còn khổ đau nữa. Nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Đó, thoát nơi khổ hải là gì? Thoát nơi khổ hải tức là ra khỏi con đường đau khổ, không còn sanh tử luân hồi nữa. Đó, chúng ta tu hôm nay mục đích là để cứu vớt cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ mình được về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, không còn khổ đau nữa. Mà Đức Thầy đã nói là về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng giải thoát luân trầm, rồi đem đạo pháp quyền thâm độ trong sanh chúng hết lầm hết mê, cả dạng vật đồng về Phật cảnh, chẳng luyến trần ảo ảnh gạt lường, nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là đường vô thanh.
hay là ngày nào đắp được lục thông giấc hồn cha mẹ tổ tông bảy đời về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu, chúc cho đó giật mù. Như vậy thì hôm nay chúng ta tu để mình cứu giới cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ thì chúng ta mới là đền đáp được ân nghĩa mà chúng ta đã thọ từ cái giảng phần ở đầu có bốn câu dài tới chúng ta sẽ hiểu thêm đó. Vậy thì mình đọc tiếp nữa là rồi, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải, tức là ra khỏi đường khổ đau, thoát nơi khổ hải liên đài được lên. Liên đài được lên tức là về cái cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà, tức là cái cõi là ở Hoa Sen. Mà Đức Thầy có nói trong một cái đoạn là chúng ta cúng lại hàng ngày đó thì sẽ được là tòa chương giữa cái sớm chiều mình đẳng chớ lơi, hay là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương giữa thế. Thì khi mà chúng ta đã nguyện đúng cái ý nguyện của mình, đã thành tâm tha thiết rồi thì chúng ta được cứu giới cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ và độ tất cả muôn loài vạn vật nữa. Vậy thì cúi đầu lại tạ tổ tông báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, rày con xin giữ đạo hằng tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền. Vì đức cả bề trên là ai? Thì ở đây cái nghĩa hẹp của nó là đức cả bề trên tức là cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ chúng ta. Không lẽ cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ chúng ta không được siêu thoát hay không? Có người thì nếu là nương vào lời của chư Phật, của Đức Phật, Đức Thầy thì có thể theo cái bài cúng nguyện hàng ngày thì cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ chúng ta có thể được giải thoát. Nó tùy với cái cơ cảm và cái sự của mỗi người mà có thể là siêu thoát mau hay là chậm mà thôi, là do cái lòng tha thiết của mình, của mỗi người. Vì đức cả bề trên mình có thể tạm hiểu là cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ chúng ta cũng có người được siêu thoát, mà cũng có người còn bị là đau khổ trong cái lục đạo luân hồi. Mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền hội tu. Vì thì những cái người độ này đâu phải là dưới mình đâu. Vì thì có thể cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ chúng ta cũng đã được siêu thoát, cũng là được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà, hoặc là về cái cõi tiên cõi nào khác nữa đó. Vậy thì đại khái chúng ta hiểu qua cái bài cúi kính dâng hương nó như vậy. Thì vì vậy thì chúng ta tìm hiểu qua những ý nghĩa, qua những cái lời Đức Thầy đã chỉ dạy là có hai câu, bốn câu mà anh ba đã nêu ra đó, thì ráng tu đắc đạo khứ cửu quyền, thoát chốn mê đồ đánh cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Như vậy thì tóm lại trong cái 12 câu này, Đức Thầy nói là cúi kính dâng hương trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy y Phật chí dốc tu hiền tạo phước duyên, cúi đầu lại tạ tổ tông báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, rày con xin giữ đạo hằng tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền cội tu. Như vậy thì có thể nói ông cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ cũng được siêu thoát mới là cứu độ gia hộ chúng ta đó. Như vậy thì chúng ta tạm hiểu đại khái qua một phần nào từ nơi cái bốn chữ cửu quyền thất tổ cho đến ý nghĩa trong cái bài cúng nguyện hàng ngày. Với người tín đồ Phật giáo hòa hảo thì chúng ta không thể nào thiếu qua hai thời cúng lại. Cũng như chúng ta ăn cơm sáng chiều thì không để bồi bổ cho cơ thể chúng ta, còn cúng lại tức là chúng ta nuôi dưỡng về tinh thần đó, để cho cái tinh thần chúng ta được siêu thoát. Mà Đức Thầy nói là tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng cửu quyền sớm tối mới màu, chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Kính thưa toàn thể quý cô bác và anh chị em, vì thì trong buổi gặp gỡ hôm nay chúng tôi cũng đại nét một phần nào qua sự hiểu của mình, nhờ tất cả quý vị cũng các bậc thiện hữu trí thức, các vị trong cộng đồng mạng cũng là giúp đỡ qua phần ý nghĩa sâu rộng thêm. Chúng tôi xin chân thành đá tạ. Và trước khi dứt lời cũng không gì hơn, cũng thầm nguyện ơn trên mười phương chư Phật, Quán Linh Tổ Thầy, chư vị sơn thần, chư vị năm non bãi núi, đồng gia hộ toàn thể liệt quý vị Bồ Đề tâm vững chắc tinh tấn tu hành đến ngày giải thoát.
đến đây tạm dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, xin cảm ơn chú Ba rất nhiều. Kính thưa quý vị, qua lời trình bày về bài cúng trước bàn thờ của quyền, theo nhận xét của kênh YouTube Quỳnh Nam Việt, thì tất cả những sự hiểu biết của chú Ba trong nghiên cứu giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đã có dày công là nghiên cứu và cho ra một bài pháp luận rất hay. Thành thật cảm ơn chú Ba và mong quý vị khán giả đồng hành cùng chúng tôi nghe bài pháp luận vừa trên. Nếu có điều chi mà không có lòng hài lòng quý vị thì xin cho bổ khuyết và có lời bình luận để chúng tôi học hỏi và trao đổi thêm. Xin kính chào quý vị.